Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin các thủ tướng Séc, Ba Lan, Slovakia và tới Kiev để ủng hộ Ukraine. Tin mới nhất từ châu Âu cho hay các thủ tướng các nước như Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia đang trên đường tới thủ đô Kiev để đại diện cho EU bày tỏ sự ủng hộ của chính đối với chính phủ Ukraine và cuộc chiến ngày một lan rộng tại đây khi Nga đưa quân xâm lược Ukraine và bắn phá. Đây là hình tượng ảnh Thủ tướng Cộng hòa Séc Peter Fila tới Ukraine giữa lúc chiến sự đang xảy ra. Đây là một sự đoàn kết và rất dũng cảm của các lãnh đạo châu Âu. Thủ tướng Séc Petra xác nhận trên trang tweet sẽ cùng với các vị Thủ tướng Ba Lan, Slovakia họp mặt tại Kiev cùng Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng của Ukraine Denis. Chính phủ Ba Lan cũng cho hay trưa ngày 15 tháng 3 năm 2022 rằng lãnh đạo đảng cánh hữu Pháp Luân và Pháp luật và Công lý Jaklova, người giữ chức phó thủ tướng, cũng sẽ tới Kiev cùng Thủ tướng Matthias. Điều này dẫn đến việc nước Nga sẽ ngày một cô lập khi các nước châu Âu thể hiện tình đoàn kết một cách công khai và đường đi của quý vị đã được đạch rõ, đó là đi tàu để sang Ukraine. Đây là hình ảnh Thủ tướng Ba Lan cũng tới Ukraine. Ukraine đã hạ quyết tâm chiến đấu chống quân xâm lược Nga khi không có lý do gì Nga tấn công vào nước này. Và chính phủ Slovakia thì cho hay Thủ tướng nước này Janez đã có mặt trên tàu hỏa để cùng các vị khác tới Ba Lan rồi tới Kiev. Họ dự kiến đi qua biên giới Ba Lan-Ukraine trước giờ ăn trưa. Nguồn tin từ Ba Lan và Séc cho hay chuyến thăm được bàn bạc kỹ vào đêm hôm trước với ông Charles, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khi cuộc họp này được nhóm họp. Đây là hình ảnh Thủ tướng Sloven Janez có độ nguy hiểm nhất định, cũng là điều được đưa ra đánh giá khi Thủ tướng của các nước này đến Ukraine giữa thời điểm đang chiến tranh lan rộng. Quan chức chính phủ Ba Lan Michel xác nhận với kênh TV24 và đài của Ba Lan cùng ngày 15 tháng 3 rằng chuyến đi có độ nguy hiểm nhất định vì quân Nga đang bắn phá giết nhiều thường dân tại Ukraine quanh Kiev, và thời gian vừa qua đã có chứng kiến hàng triệu người Ukraine đã phải bỏ đất nước của mình chạy trốn chiến tranh. Nhưng các vị khách châu Âu tin rằng đây là giờ phút trọng đại, cần thể hiện tình đoàn kết với chính phủ và người dân Ukraine hơn bao giờ hết. Bản thân Ba Lan đã đón hàng triệu người Ukraine và các nước xung quanh cũng đón hàng trăm ngàn. Đức đã cử những chuyến tàu liên vận đến đón thẳng người dân Ukraine về đất nước của mình. Đây là hình ảnh quân Nga vẫn đang bao vây và tấn công Kiev trong lúc ba thủ tướng của châu Âu tới đây để hội đàm cùng lãnh đạo của nước Ukraine. Hiện nay cũng có thông tin cho rằng Nga đang sa lầy vào cuộc chiến và đang cầu cứu Trung Quốc viện trợ, và dự kiến sẽ có cuộc họp báo của các thủ tướng sẽ diễn ra ở Kiev và công bố trên truyền hình quốc tế. Được biết vào năm 2008, Tổng thống Ba Lan Lech đã tới thăm Tbilisi sau khi Georgia bị Nga tấn công. Ông Lech đã nói lên câu bất hủ rằng cảnh báo nhượng bộ Moscow ở một nơi xa thì chiến tranh sẽ tới gần châu Âu hơn. Tổng thống Ba Lan Lech đã tử nạn trong tai nạn phi cơ khi thăm khu rừng Moslech ở Nga vào tháng 4 năm 2010 để tưởng niệm hơn 20.000 sĩ quan Ba Lan đã bị mật vụ Liên Xô giết hại vào năm 1940. Người em song sinh của ông là Jolaskas, nay là Phó Thủ tướng Ba Lan. Kính mời các bạn xem bản tin Putin yêu cầu Trung Quốc viện trợ quân sự. Hiện nay cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày một trở nên khốc liệt và Nga cần rất nhiều các phương tiện bổ sung. Với hơn 2 triệu binh sĩ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quân đội lớn nhất thế giới, được trang bị vũ khí mạnh mẽ, có nhiều chiến hạm hơn bất kỳ quốc gia nào khác và vô số vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, nhà nước khổng lồ này phần lớn vẫn đứng ngoài cuộc xung đột tại Ukraine. Chưa có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc có thể đáp ứng những nhu cầu viện trợ lớn của Nga hiện nay với những chiếc xe tăng và các phương tiện bị cháy nổ khắp nơi tại Ukraine.
Đây là hình ảnh ông Putin với lời kêu gọi viện trợ từ Trung Quốc được báo chí quốc tế đăng tải, gây sốc khắp nơi. Hiện nay, Nga được cho là đã yêu cầu các nước láng giềng giúp đỡ về quân sự và kinh tế. Điều này được báo Financial Times và đề cập với các tuyên bố của các quan chức chính phủ Hoa Kỳ. Yêu cầu giúp đỡ được cho là đã làm dấy lên lo ngại trong Nhà Trắng rằng Bắc Kinh có thể làm suy yếu các nỗ lực của phương Tây trong việc hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Ukraine. Juncker, 45 tuổi, cố vấn an ninh của Tổng thống Biden, cảnh báo Trung Quốc trên kênh CNN rằng chúng tôi liên lạc trực tiếp với Bắc Kinh rằng sẽ có hậu quả trong bất kỳ trường hợp nào nếu họ cố gắng lách các lệnh trừng phạt. Được biết, Trung Quốc và Nga từ trước đến nay luôn có mối quan hệ ngày càng nồng thắm, nhất là sau khi các nước phương Tây trừng phạt Nga vì vụ đánh chiếm và chiếm Crimea của Ukraine. Đây là hình ảnh Đức đã quyết định tịch thu rất nhiều tài sản, trong đó có du thuyền của tỷ phú Nga theo lệnh trừng phạt. Những chiếc du thuyền này trị giá nhiều trăm triệu USD. Sullivan cũng đã gặp các nhà hoạch định chính sách và đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc như Yang tại Rome, Ý vào hôm thứ Hai. Trong chương trình nghị sự sẽ thảo luận cả về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine. Nhà ngoại giao Churchill là đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ trong một số năm trước đó. Cho đến nay, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về những vũ khí hoặc đạn dược mà Moscow hy vọng sẽ nhận được từ Bắc Kinh. Ngoài ra, Nga đã yêu cầu hỗ trợ kinh tế để hạn chế tác động của lệnh trừng phạt. Và điều này rất khó cho Trung Quốc, vì khi Trung Quốc nhúng tay và ủng hộ Putin thì sẽ bị các nước phương Tây trừng phạt. Và cũng không rõ Trung Quốc đã phản ứng như thế nào trước yêu cầu từ Nga. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố với Washington Post rằng họ chưa bao giờ nghe về yêu cầu này. Một phát ngôn viên tuyên bố Trung Quốc sẽ ủng hộ mọi giải pháp hòa bình. Nhà Trắng không đưa ra lời bình luận nào. Từ trước đến nay, Nga và Trung Quốc đều có những lần đi đêm với nhau. Đương nhiên, những hình ảnh và thông tin đó khó có thể được phô ra trước truyền thông quốc tế. Đây là hình ảnh ông Tập Cận Bình gần đây nhất đã tuyên bố hợp tác không giới hạn với Putin trước cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine đã xảy ra. Và điều này dường như Trung Quốc đã biết trước, nhưng họ cũng bất ngờ vì Nga đã tấn công quá sâu vào lãnh thổ của Ukraine. Chính phủ Mỹ trước đây cũng đã cảnh báo công ty Trung Quốc và các công ty ở nước này nếu giúp Nga lách luật trừng phạt. Theo đó, các công ty Trung Quốc cũng có thể trở thành mục tiêu của biện pháp trừng phạt tiếp theo của Mỹ. Họ nói, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không chỉ Trung Quốc hay bất kỳ ai khác đều phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tay cho Nga vào cuộc xâm lược này. Ông Sullivan đã nói với đài truyền hình NBC vào hôm Chủ nhật vừa qua như vậy. Tờ báo New York Times đưa tin các quan chức Mỹ tin rằng có thể thuyết phục được Bắc Kinh giữ khoảng cách với sự ủng hộ đối với Moscow. Do đó, giới lãnh đạo Trung Quốc có thể hài lòng với việc chỉ ủng hộ Putin bằng hình thức tuyên truyền miệng. Đây là hình ảnh chính phủ Trung Quốc cũng bất ngờ và buộc phải sơ tán tới hơn 6.000 người Trung Quốc khỏi Ukraine khi chiến sự nổ ra bất ngờ và người Trung Quốc không kịp di tản. Cùng lúc đó thì Đại sứ quán Việt Nam lại nói người dân ai ở đâu ở đấy thật rất nguy hiểm cho họ. Cố vấn an ninh quốc gia Sullivan cũng tin rằng Trung Quốc đã biết về cuộc chiến xâm lược, nhưng nói thêm rằng Bắc Kinh có thể không biết toàn bộ kế hoạch của nhà độc tài Nga và rất có thể Putin đã nói dối họ cũng như những người châu Âu và những người khác.